Tôi chào tất cả các con. Tiết khoa học hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài Ánh sáng cần cho sự sống. Vậy ánh sáng cần cho sự sống của con người, động vật, thực vật như thế nào? Thì cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài. Đầu tiên các con sẽ quan sát hình. Ở chậu cây thứ nhất, các cây được ánh sáng chiếu từ phía bên trái. Chậu cây thứ hai là ở trong bóng tối. Và chậu cây thứ ba là được ánh sáng chiếu từ trên xuống. Vậy các con thấy vì sao cây ở hình 1 và hình 3 xanh tốt, còn cây ở hình 2 lại héo úa? Vì cây ở hình 1 và cây ở hình 3 được ánh sáng chiếu vào, và cây ở hình 2 héo úa vì nó ở trong bóng tối, không có ánh sáng. Em hãy quan sát hình bên và có nhận xét gì về cách mọc của các cây trong hình? Các con hãy quan sát hình và xem về cách mọc của các cây. Các cây khi mọc đều hướng về phía có ánh sáng. Thân cây nghiêng hẳn về phía có ánh sáng như các con đã quan sát hình. Đây là hoa gì? À, như các con đã biết, loài hoa này mình gọi là hoa hướng dương. Vậy tại sao loài hoa này được gọi là hoa hướng dương? Vì khi nở, hoa quay về phía mặt trời mọc, nên chúng ta gọi đó là hoa hướng dương, là hướng về phía ánh sáng mặt trời. Cây có đủ ánh sáng sẽ phát triển thế nào? Cây có đủ ánh sáng sẽ phát triển bình thường, lá xanh, tươi tốt. Cây thiếu ánh sáng sẽ ra sao? Cây sống ở nơi thiếu ánh sáng, bị héo lá, úa vàng, không phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng? Không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống. Các con hãy quan sát hình 3 và 4. Hình 3, hình 4. Thì các con sẽ thấy cây ở hình 3 sẽ xanh tốt hơn vì có đủ ánh sáng để cho cây phát triển. Còn cây ở hình 4 không có ánh sáng thì cây sẽ không phát triển được. Như những loại cây ăn quả, khi có đầy đủ ánh sáng thì chúng sẽ phát triển tốt hơn. Nguồn sáng nào đem lại sự sống cho thực vật? Đó là mặt trời đem lại sự sống cho thực vật. Vậy thực vật giúp gì cho con người? Thực vật cung cấp thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người. Qua những hoạt động trên thì chúng ta có kết luận rằng không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống. Mặt trời đem lại sự sống cho thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vai trò của ánh sáng đối với đời sống con người. Ánh sáng giúp ta nhìn thấy mọi vật, phân biệt được màu sắc, cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. Khi có ánh sáng, chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh đẹp, mọi vật xung quanh chúng ta.
trò của ánh sáng đối với sức khỏe của con người. Ánh sáng còn giúp cho con người khỏe mạnh, có thức ăn, sưởi ấm cho cơ thể. Chúng ta có một số lợi ích của ánh sáng mặt trời. Đó là giúp xương chắc khỏe là lợi ích của ánh sáng mặt trời. Giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Làm giảm bệnh trầm cảm và stress. Ngăn ngừa các bệnh mãn tính và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Các con sẽ tắm nắng vào thời điểm tốt nhất là từ buổi sáng cho đến 9 giờ sáng. Đó là thời điểm các con tắm nắng tốt nhất, và các con chỉ tắm nắng khoảng từ 5 đến 10 phút để chúng ta hấp thụ được nhiều vitamin D rất tốt cho sức khỏe. Ánh sáng có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Ánh sáng tác động lên mỗi chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Nó giúp chúng ta có thức ăn, sưởi ấm và cho ta sức khỏe. Nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên. Nếu mặt trời không chiếu sáng, khi đó khắp nơi sẽ tối đen như mực. Chúng ta sẽ không nhìn thấy mọi vật. Ánh sáng tác động lên mỗi chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Nó giúp chúng ta có thức ăn, sưởi ấm và cho ta sức khỏe. Nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đối với đời sống động vật. Loài vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Đây là một số con vật kiếm ăn vào ban đêm, như con mèo, chim cú mèo, sư tử, và sư tử cũng có thể kiếm ăn vào ban ngày, chó sói, chuột, báo, dơi, rắn. Và một số con vật kiếm ăn vào ban ngày như vuông cao cổ, nai, gà, ngỗng, thỏ, chim chích bông, sóc, chim gõ kiếm và còn nhiều loại động vật khác nữa. Thì loài vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật. Các loài động vật khác nhau có nhu cầu ánh sáng khác nhau. Có loài cần ánh sáng để kiếm ăn, có loài ưa bóng tối để kiếm ăn. Thì bài học của cô đến đây là kết thúc. Cô xin cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con có thể đọc trong sách và tìm hiểu ở trên Internet về ánh sáng cần cho sự sống của chúng ta như thế nào và những lợi ích của ánh sáng. Cô chúc các con học tập thật tốt và chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô chào tất cả các con.